It's great to be back. Mình mới đi interview về và đang tranh thủ một chút thời gian trước giờ làm để quay video này. Chuyện là sáng nay mình có nhận được một cái tin nhắn. Như các bạn đã biết, mình có mở một cái chuyên mục là Ask Me Anything ở trên YouTube. Và đây là câu hỏi đầu tiên mà mình nhận được từ sau khi mình mở chuyên mục đó. Có một bạn hỏi mình rằng bạn đã ở đây được cũng một thời gian rồi. Canada là một đất nước tuyệt vời khi người dân rất hòa đồng và thân thiện. Nhưng sao mà bạn thấy nó tẻ nhạt quá? Bạn thấy cuộc sống chỉ có đi học, đi làm rồi đi về. Nó khiến bạn cảm thấy bức bối. Nó khiến bạn nhớ tới Sài Gòn. Bạn hỏi mình là làm sao để mình có thể cân bằng được, làm sao để mình làm quen với cái việc đó. Thật sự thì mình cũng không có quen được với việc đó đâu. Chỉ là bởi vì mình là một người dễ thích nghi, cho nên mình ở đâu cũng sống được. Ở Sài Gòn thì mình có cái sự xô bồ của nó, còn ở bên đây thì nó cho mình sự bình yên. Thật ra mình nghĩ bạn cảm thấy bức bối là bởi vì bạn không có ai để chia sẻ, để lắng nghe, cũng như không biết làm gì trong khoảng thời gian trống của mình. Mình cũng đã từng như vậy và hiện tại thì đôi khi mình cũng cảm thấy như thế. Coi video hoài thì nó cũng hết, chơi game hoài thì cũng chán. Nhưng mình nghĩ đây có thể là lúc để bạn tập trung nhìn lại về bản thân của mình hơn, suy ngẫm lại về những cái sức mạnh bên trong của mình. Nghĩ xem mình thực sự thích điều gì, mình thực sự ghét cái gì. Mình nghĩ rằng cuộc sống du học không khác gì ở Việt Nam mấy, trừ chuyện là nó cho bạn cơ hội để bạn độc lập mọi thứ. Thử học nấu ăn xem, thử tập thể dục xem, thử vẽ tranh, thử đàn ca múa hát, thử kiếm một công việc nào đó để làm thêm nữa, thử vào những hội Việt Nam tại trường và gặp gỡ những người bạn tại đó. Cứ thử nhiều thứ đi. Mình nghĩ rằng chỉ có khi không thử thì mới không biết làm gì. Còn đã thử rồi, biết đâu bạn sẽ tìm được một cái gì đó cho riêng mình. Có thể bắt đầu từ việc viết nhật ký chẳng hạn. Viết rằng ngày hôm nay mình đã làm gì, mình đã ăn những món gì, mình đã đi đâu. Không biết bạn đã đi hết Toronto chưa ha? Không biết bạn đã đi hết những cái subway ở Toronto chưa ha? Nếu như được thì hãy đi tới từng cái subway, chụp lại những cái tên tuyến đường subway đó xem. Mình nghĩ rằng nó tốn của bạn không ít thời gian đâu, và biết đâu được sẽ có những cái subway nó hidden mà bạn chưa từng biết thì sao. Rồi tiếp theo, thử tìm những cái địa danh đặc biệt xem. Bạn đi CN Tower chưa? Bạn đi thủy cung chưa? Sở thú nè, chẳng hạn Nathan Phillips Square chẳng hạn. Bạn đã thử đi những cái mall lớn như là Scarborough Town Center chưa? Eaton Mall, Yorkdale. Bạn thử đi hết tất cả những quán trà sữa ở Toronto chưa? Bạn thử ăn hết tiệm phở ở Toronto chưa? Bạn thử
đi hết thư viện ở Toronto chưa? Mình tin rằng Toronto Public Library là một trong những nơi rất đẹp và cũng là trong một trong những nơi mà bạn biết đâu có thể tìm được một người bạn của mình tại nơi đó. Hoặc là nếu bạn thích một cái gì đó đặc biệt thì bạn thử tìm những nơi tổ chức xem sao. Mình nghĩ rằng chỉ là hiện tại bạn chưa biết nên đi đâu, nên làm gì, nên đôi khi bạn thấy chán thôi. Vậy ha, nếu bạn đã làm được hết những điều trên thì xin nói cho mình biết ha. Chúc bạn có một ngày an lành tại Toronto. Và nếu bạn vẫn còn câu hỏi, vẫn còn những cái băn khoăn thì hãy nhắn cho mình biết nhé. Còn với những bạn đang xem video này, nếu các bạn có câu hỏi nào thì cũng đừng ngại mà nhắn tin cho mình hoặc là đặt câu hỏi để mình trả lời ha. Bye bye.